Sau một thời gian khi mà chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới giữ ở mức khoảng 4 triệu đồng một lượng, thì ngày 7 tháng 8, khoảng cách này đã tăng lên gần 5 triệu đồng, mức cao nhất trong vòng một tháng trở lại đây, phản ánh của phóng viên truyền hình Thông Tấn. 15 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8, theo bảng giá của một số cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, giá vàng SJC được niêm yết ở mức giá 37,35 triệu đồng một lượng mua vào và 37,45 triệu đồng một lượng bán ra. Mặc dù giá vàng trong nước vẫn còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng gần 5 triệu đồng một lượng, nhưng người dân dường như không quan tâm lắm đến điều này. Không, chị thực ra thì chị cũng không để ý đâu. Thì thực ra thì cứ có tiền tiết kiệm ấy, mà hoặc là có những cái khoản mình tiền mặt ấy thì không muốn giữ ở nhà, thì là cứ có tiền thì một được một cây hai cây lại lên trên công ty để mua. Hôm nay tôi đi là để mua vàng thôi, chứ không quan tâm đến giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch là bao nhiêu. Tôi thấy là trong nước nó hơi hạ chút từ mùa. Cuối năm 2012, Quốc hội ra nghị quyết yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kéo giá vàng trong nước về sát với giá vàng thế giới. Để thực hiện được mục tiêu này, các chuyên gia cũng như các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho rằng cần phải có thời gian nhất định để tránh gây sốc cho thị trường. Nếu mà để đạt được cái việc giá vàng trong nước kéo sát với giá vàng quốc tế và biến động theo cùng chiều với giá vàng quốc tế thì rõ ràng là cần phải gây áp lực hơn, thì sẽ tạo cái áp lực với việc cái chính sách điều hành tỷ giá đối với các nhà nước. Và thậm chí để được cái việc này mà thực hiện đúng được 100% thì có thể lại phải tiến tới một cái nền kinh tế có ngoại tệ tự do chuyển đổi và tỷ giá thả nổi thì mới đạt được yếu tố 100%. Còn hiện tại thì nhà nước can thiệp theo cái nguyên tắc đa mục tiêu như vậy thì cũng sẽ tác động được một phần nào, nhưng mà cái việc rõ ràng cái việc kéo sát xuống giá thế giới sẽ còn xảy ra rất nhiều quá trình trong tương lai. Sau 30 tháng 6 vẫn tiếp tục bán vàng ra bình ổn với cái giá nó cứ thấp hơn dần dần so với cả cái giá thị trường, thì tôi nghĩ rằng là chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng là Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn có thể kéo sát cái khoảng cách chênh lệch nó về sát với giá thế giới, ít nhất là trong cái tầm 1 triệu. Ngày 8 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 51. Mặc dù đã liên tục cung ứng hơn 50 tấn vàng trong vòng 4 tháng qua, nhưng nhu cầu của thị trường vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Theo các chuyên gia, khi nhu cầu vàng miếng trên thị trường quá lớn, vượt quá khả năng đáp ứng, thì chênh lệch giá sẽ tiếp tục diễn ra. Và mục tiêu thu hẹp chênh lệch sẽ tiếp tục gặp phải những thử thách. Theo thông tin báo chí đã đưa trong những ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức Hà Nội đã nhân bản hàng nghìn phiếu xét nghiệm để trả cho những bệnh nhân khác nhau về bệnh án và lứa tuổi. Chiều 7 tháng 8, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã nhận định đây là sự cố lần đầu tiên xảy ra trong ngành y thành phố Hà Nội, là việc làm sai quy chế chuyên môn, vi phạm 12 điều y đức. Trước đó, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã nhận được đơn thư phản ánh từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013, hơn 1.000 phiếu xét nghiệm huyết học được bệnh viện này nhân bản và trả cho ít nhất hơn 2.000 bệnh nhân. Thậm chí, nhiều bệnh nhân khác nhau hoàn toàn về bệnh án, về lứa tuổi, nhưng đều được khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức cấp cùng một kết quả xét nghiệm. Theo đơn tố cáo của 5 nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức gửi các cơ quan chức năng ghi rõ, nhân viên in hàng loạt các kết quả xét nghiệm trên cùng một mẫu máu và trả cho nhiều người. Trên các phiếu điều tra thu giữ được, chỉ riêng mảng huyết học có tới 5 bệnh nhân có cùng một phiếu in, cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng các chỉ số. Điều đáng lo ngại hơn là có những bệnh nhân bác sĩ chẩn đoán là xuất huyết giảm tiểu cầu và bệnh nhân được chẩn đoán là viêm ruột thừa lại có cùng một kết quả. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã nhận được đơn tố cáo vụ việc từ ngày 20 tháng 5. Ngay sau đó đã chuyển thanh tra để kiểm tra xác minh, làm việc với tập thể ban giám đốc, lãnh đạo các khoa phòng có liên quan của Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Qua xác định sơ bộ, thanh tra Sở nhận định các thông tin nêu trong đơn tố cáo là có căn cứ. Công việc thuộc phạm vi ngành y tế phải làm và phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý nghiêm cái vấn đề xảy ra ở Bệnh viện Hoài Đức. Và có lẽ là trong cái thời gian sớm nhất thì bên ông chí công an nước đang khẩn trương mà là làm để làm sao mà trong thời gian sớm nhất thì nó sẽ có những cái kết quả và thông báo lại cho ngành y tế. Thì chúng tôi cũng đã yêu cầu bệnh viện là phải chấn chỉnh tất cả những cái tồn tại thiếu sót mà đã được nêu, và cái việc cái ngăn chặn đấy là ngày 21 tháng 5 chúng tôi đã yêu cầu rồi.
Sau khi xem xét sự việc trên, Sở Y tế đã thống nhất để cơ quan công an điều tra xem xét sự việc. Sở sẽ phối hợp điều tra. Bên cạnh đó, nội dung còn lại, ngành y tế xác định trách nhiệm đầu tiên thuộc về ban giám đốc, lãnh đạo khoa phòng. Sở cũng nhận định việc phân công công việc chưa đúng chức năng nhiệm vụ là sai về một quy chế. Nếu như khó khăn về nhân lực, bệnh viện phải có người làm việc, báo cáo sở là để liên kết đào tạo. Làm sao đảm bảo là có chuyên môn, đấy là sau đại học và trên đại học để đảm bảo là làm tốt cái công tác xét nghiệm theo đúng quy chế. Thứ ba, một điểm nữa, thứ tư là có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để có thể sớm có kết luận về những thiếu sót, những tồn tại và những cái vi phạm nếu có trong quá trình cơ quan công an làm việc. Cái việc này thì trước đến nay là bệnh viện sở vẫn chỉ đạo rất sát sao, là rất quyết liệt trong cái việc là phải hợp tác và phối hợp với cơ quan công an để mà làm rõ những cái sai phạm. Về góc độ quản lý, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh tất cả tồn tại thiếu sót trong hoạt động chuyên môn và từng bước làm rõ khuyết điểm thiếu sót của từng cá nhân. Từ ngày 21 tháng 5, Sở đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức bố trí lại cấu trúc khoa xét nghiệm cho hợp lý, chuyển toàn bộ về tầng 1, không chia thành hai phòng như trước kia, bổ sung nhân sự cho phù hợp chuyên môn. Ngày 7 tháng 8, Sở đã cử hai cán bộ xét nghiệm của Bệnh viện Sanh Pôn xuống hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức. Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng chìm tàu tại vùng biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, chấn chỉnh sai sót, khiếm khuyết trong quản lý và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Như đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 2 tháng 8, tàu khách số hiệu H29BP của công ty cổ phần bến tàu du lịch dịch vụ Maria trên đường từ Gò Công, Tiền Giang đi Vũng Tàu thì gặp sóng lớn làm lật trên sông Xoài Rạp, đoạn qua xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, ba người đi trên tàu khách phần lớn là cán bộ nhân viên công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam đóng tại khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Xoài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ngay trong đêm 2 tháng 8, các lực lượng chức năng đã cứu được 21 người trong số 30 người trên tàu bị nạn. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 6 giờ sáng ngày 5 tháng 8 đã tìm được nạn nhân cuối cùng của vụ chìm tàu gồm 9 nạn nhân. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 6 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân tai nạn chìm tàu nghiêm trọng này, xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân liên quan thiếu trách nhiệm dẫn đến tai nạn, góp phần phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải tổ chức khảo sát, cắm biển báo và các thông tin cảnh báo nguy hiểm tại các vùng, khu vực, vị trí nguy hiểm trên biển để hạn chế tai nạn, nhất là trong mùa mưa bão hiện nay. Ngày 7 tháng 8, hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập tại Thái Lan đã tụ tập gần tòa nhà Quốc hội để phản đối một dự luật ân xá được Quốc hội nước này bắt đầu thảo luận trong ngày hôm nay. Truyền thông Thái Lan cho biết có khoảng 2.500 người tham gia tuần hành hướng về phía tòa nhà Quốc hội. Cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng tham gia cuộc biểu tình này. Thái Lan đã huy động gần 5.000 cảnh sát chống bạo động để phong tỏa các ngã đường nhằm ngăn người biểu tình tiếp cận tòa nhà. Trước đó nhiều ngày, chính phủ Thái Lan cũng đã viện dẫn luật an ninh nội địa để kiểm soát các cuộc biểu tình chống chính phủ, vốn đã được lên kế hoạch từ trước ở thủ đô Bangkok. Những người biểu tình cho biết họ lo ngại việc dự luật ân xá nếu được thông qua sẽ có thể xóa tội cho cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra và những tội phạm chính trị khác. Dự luật ân xá do các nghị sĩ thuộc Đảng Vì nước Thái cầm quyền của Thủ tướng Dinglut Sinvat đệ trình và nhận được sự ủng hộ của chính phủ. Dự luật này xem xét việc ân xá cho những người bị buộc tội trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và các cuộc biểu tình bạo lực năm 2010. Theo lịch trình, dự luật này sẽ bắt đầu được thảo luận tại Hạ viện Thái Lan từ lúc 1 giờ chiều theo giờ địa phương. Hạ viện Thái Lan có 500 ghế, trong đó liên minh cầm quyền của Thủ tướng Dinglut Sinvat giữ khoảng 300 ghế. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan sau vụ tấn công ở khu vực đường kiểm soát biên giới hai nước làm 5 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt khi tiếp tục nổ ra vụ đụng độ mới tại đây. Ngoại trưởng Ấn Độ, ông Salman Khurshid, ngày hôm nay tuyên bố nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp vì lợi ích quốc gia và chính phủ sẽ nghiêm túc xem xét diễn biến hiện nay.
Tôi quan ngại và đau lòng trước sự việc này. Chúng tôi có trách nhiệm vì chúng tôi là thành viên chính phủ. Bất cứ hành động nào cần thiết cho lợi ích quốc gia, chúng tôi sẽ từng bước thực hiện. Ngày hôm qua, chính phủ Ấn Độ cũng đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công của binh sĩ Pakistan dọc ranh giới kiểm soát tại khu vực Pushar ở bang Jammu và Kashmir đêm 5 tháng 8, khiến 5 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, đồng thời yêu cầu Islamabad phải ngừng ngay các hành động bạo lực nếu hai nước muốn nối lại các cuộc đàm phán hòa bình vốn đang bế tắc. Bộ Ngoại giao Pakistan sau đó đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phía Ấn Độ. Trong khi đó, tại khu vực biên giới giữa hai nước, tiếp tục nổ ra vụ đấu súng mới nhất trưa ngày 6 tháng 8, làm hai binh sĩ Pakistan bị thương nặng. Phía Ấn Độ cho biết, phía Pakistan đã nổ súng trước, khiến binh sĩ Ấn Độ buộc phải bắn trả, còn giới chức Pakistan thì đổ lỗi cho phía Ấn Độ. Ngay sau đó, trong nỗ lực giảm nhiệt, một đường dây nóng đặc biệt đã được thiết lập giữa giới chức quân sự hai nước. Theo thông tin từ phía Ấn Độ, đêm 5 tháng 8, khoảng 20 phần tử vũ trang cùng một số đối tượng khác mặc quân phục Pakistan đã tấn công vào một chốt quân sự của Ấn Độ tại Kashmir, khiến 5 trong số 6 binh sĩ Ấn Độ đang gác tại đây thiệt mạng.